Cuộc tái đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Dược Nam Hà Nam Định sẽ diễn ra trên sân vận động Pleiku. Ở trận đấu gần nhất tại Cúp Quốc gia, đội bóng Thành Nam là những người được hưởng niềm vui trên sân Thiên Trường. Nhưng lần này, liệu thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ có thể tiếp tục đánh bại đội bóng Phố Núi tại sân Pleiku? Trụ cột Nguyễn Công Phượng đã quay trở lại và sẵn sàng cho trận derby Sài Thành sau khi vắng mặt ở trận gặp câu lạc bộ Hải Phòng vì bận tổ chức đám cưới. Trong khi đó, đã từ lâu, câu lạc bộ Sài Gòn luôn luôn đi tìm sự công nhận của người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, bởi họ vẫn coi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới là linh hồn của thành phố mang tên Bác, còn câu lạc bộ Sài Gòn vẫn chỉ là một đội bóng chuyển vào từ Hà Nội. Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ chiến đấu hết mình vì sự công nhận ấy, còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì luôn luôn được đánh giá mạnh hơn đối thủ cùng thành phố. Chấn thương đáng tiếc của nhạc trưởng Nguyễn Hải Huy ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để lại một lỗ hổng cực lớn nơi hàng tiền vệ của Than Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ sẽ chơi như thế nào khi họ phải tới làm khách tại hàng đẫy, sân nhà của một câu lạc bộ có hàng tiền vệ chất lượng cao như câu lạc bộ Viettel. Nam Định đã đánh bại Hoàng Anh Gia Lai ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Đội bóng Phố Núi đã thua trận vì những bài tấn công biên hiệu quả của đội bóng Thành Nam với tài năng trẻ Mai Xuân Quyết ở hành lang cánh trái và hai tiền đạo đều có khả năng đánh đầu tốt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ là Rafael Sơn cũng như là Đỗ Melo. Rafael Sơn cũng đang có phong độ cao khi vừa lập một siêu phẩm cháy lưới Viettel ở vòng đấu trước. Bên cạnh đó, lối đá chủ động áp sát quyết liệt và chơi rắn đã giúp Nam Định có thể chia cắt tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai, chia cắt nhân tố quan trọng nhất là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Không loại trừ khả năng huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sẽ tiếp tục yêu cầu các học trò của mình chơi quyết liệt để khiến Hoàng Anh Gia Lai không thể cầm bóng nhiều. Sau khi để thua 0-3 trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu trước, chiếc ghế nóng của huấn luyện viên Lee Ti-hun tại Hoàng Anh Gia Lai đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Và chính vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng mình hoàn toàn có nguy cơ bị sa thải. Nếu tiếp tục để thua Nam Định ở vòng 4 thì chẳng ai có thể đảm bảo tương lai của huấn luyện viên trưởng Lee Ti-hun. Có thể nói, tình hình hiện tại của Hoàng Anh Gia Lai đang khá bất ổn. Họ vừa nhận thất bại trong một trận đấu lớn, trong ngày mà chiếc áo Hoàng Anh Gia Lai bị đánh giá là quá chật so với thực lực của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Chỉ cần hàng tiền vệ của Nam Định có thể chia cắt tốt số 11 với phần còn lại của đội hình Hoàng Anh Gia Lai thì thế trận sẽ trở nên rất dễ dàng với đội bóng Thành Nam. Ở trận thua trước câu lạc bộ Hà Nội, một mình cá nhân Tuấn Anh đã rất nỗ lực và cố gắng nhưng cũng chẳng thể giúp ích gì nhiều cho đội bóng Phố Núi. Trong khi những lỗ hổng nơi hàng thủ vẫn chưa được chắp vá thì ngoại binh Chevy Watts trên hàng công vẫn bị chê là kém duyên. Tuấn Anh đã không ít lần phải bực mình vì cầu thủ ngoại không nghe theo sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Nhưng ngay cả ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa có những sự chỉ đạo sáng suốt. Nếu những sự chỉ đạo ấy là đúng đắn và sáng suốt thì huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã không đứng trên bờ vực của việc bị sa thải như ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự quay trở lại của trung vệ trụ cột Damian Memovic hứa hẹn sẽ giúp gia tăng khả năng trong bóng bổng của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng Phố Núi đã để thua 0-3 trước câu lạc bộ Hà Nội vì đối thủ của họ vốn không phải là một câu lạc bộ chỉ biết chăm chăm vào việc tạt cánh đánh đầu. Hà Nội không quá phụ thuộc vào những đường bóng bổng nhằm hướng đến các ngoại bình, mà họ chơi phối hợp nhỏ, tích cực ban bật nên một trung vệ có ngoại hình công kênh như Memovic đã gặp khó khăn trong việc xoay sở và theo kèm các cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng Nam Định lại là một đội bóng thích tấn công biên và thích tạt cánh đánh đầu. Bên cạnh đó, Nam Định chưa bao giờ được đánh giá cao khi thi đấu ở sân khách. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và hàng phòng ngự không mắc những sai lầm thì không ngoại trừ khả năng Hoàng Anh Gia Lai sẽ giành chiến thắng. Màn trình diễn của Hồ Khoác Ngọc ở trận thắng 2-1 của Viettel trước Nam Định ở vòng đấu trước đã khiến nhiều khán giả tin vào một suất được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong tương lai gần của cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An. Cũng ở chiến thắng này, cơn khát bàn thắng của Vũ Minh Tuấn đã được giải tỏa, còn cầu thủ Nguyễn Trọng Đại cũng đã có một ngày thi đấu tốt. Hàng tiền vệ của câu lạc bộ Viettel vốn chưa bao giờ bị đánh giá thấp và những nhân tố ở vị trí này của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có phong độ cao. Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Thành Hùng lại phải đau đầu vì gãy hai xương ống đồng sau pha va chạm với hậu vệ Phạm Hoàng Lâm trong trận thua 0-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu vừa qua. Thiếu vắng số 14, nhiều khả năng những miếng đánh chủ yếu của đội chủ sân Cẩm Phả sẽ phụ thuộc vào những quả tạt bóng, vốn là thương hiệu của cầu thủ được mệnh danh là vua kiến tạo của V-League Nghiêm Xuân Tú. Ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp khó khăn trong việc tìm đường tới mảnh lưới của câu lạc bộ Hải Phòng khi Công Phượng không được đăng ký thi đấu ở trận đấu này do bận tổ chức đám cưới. Nhiều khả năng tân binh quê Nghệ An sẽ trở lại ở trận derby Sài Thành gặp câu lạc bộ Sài Gòn tới đây. Trong khi đó, nỗi lo lớn nhất của chủ tịch kiêm huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nằm ở hàng công.
Sài Gòn đã phải chia điểm đầy tiếc nuối với BKMX Bình Dương ở vòng đấu vừa qua vì những tiền đạo như Huỳnh Tấn Tài, Ngô Xuân Toàn, Pedro Paulo, Giovanni Marco đều vô duyên trước khung thành của thủ môn Trần Đức Cường. Tuy nhiên vẫn có cách để Sài Gòn vô hiệu hóa lối đá của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Quốc Vượng, trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Hải Phòng đã chia sẻ về lý do đội bóng đất cảng có thể cầm chân đoàn quân của huấn luyện viên Trung Hiếu Trung ở vòng đấu trước. Cá nhân tôi nghĩ nhân tố nguy hiểm nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là Đỗ Văn Thuận. Nếu phong tỏa được cầu thủ này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chơi bóng dài, bớt nguy hiểm. Hôm nay cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt, khiến Văn Thuận phải lùi gần về khu vực 16m50 và trở nên vô hại. Ngô Hoàng Thịnh không có người đá cặp cũng không áp sát khu vực 16m50 của chúng tôi. Đúng như trợ lý Phạm Anh Tuấn đã nói, trước khi Văn Thuận bình phục chấn thương, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa. Huấn luyện viên Trung Hiếu Trung không có một người có thể điều phối và luân chuyển trái bóng lên phía trên. Nếu khóa chặt được đội trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu tới, câu lạc bộ Sài Gòn hoàn toàn có thể nghĩ về một chiến thắng. SHB Đà Nẵng là đội bóng đang đội sổ ở bảng xếp hạng V-League 2020. Không chỉ có điểm số thấp mà hiệu số bàn thắng thua của đội bóng sông Hàn cũng là tệ nhất toàn giải. Trước phong độ phập phù này, đã có nhiều tin đồn cho rằng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ bị sa thải và huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ trở thành người thay thế. Trong khi đó, tân binh Papa Ibukebe của câu lạc bộ Quảng Nam vừa có bàn thắng vô cùng quan trọng ngay trong trận đấu ra mắt đội bóng mới. Pha lập công ở phút 52 của tiền đạo chuyển tới từ câu lạc bộ Hà Nội đã giúp đội chủ sân Tam Kỳ đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-1 ở vòng đấu trước. Sau đó, ngoại binh mang áo số 23 cũng có pha kiến tạo để người đồng đội Nguyễn Như Tuấn nâng tỷ số lên 2-0. Phía bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng vẫn chưa giải quyết được vấn đề nơi hàng công khi các chân sút của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tỏ ra kém duyên trong việc tìm kiếm bàn thắng. Tình trạng chấn thương của trụ cột Hà Đức Chinh vẫn là một dấu hỏi lớn khi cầu thủ quê Phú Thọ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước. Với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, nếu không muốn rơi vào cảnh bay ghế như huấn luyện viên Fabio Lopez thì SHB Đà Nẵng buộc phải có 3 điểm trong cuộc tiếp đón đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt ở vòng đấu thứ tư. Đã 3 vòng đấu trôi qua nhưng tiền đạo trụ cột Nguyễn Tiến Linh của BKMX Bình Dương vẫn chưa thoát khỏi cảnh tịt ngòi. Tiến Linh và Nguyễn Trung Đại Dương sẽ có một đối trọng thực sự trong trận đấu giữa đội bóng đất thủ và câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu tới, đó chính là Adriano Smith. Trung vệ Việt Kiều Đức đã có màn trình diễn được đánh giá cao, giúp đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ cầm hòa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu trước. Tuy vậy, lối đá của đội chủ sân Lạch Tray ở những trận đấu gần đây chẳng có gì mới mẻ ngoài sự đơn điệu. Hải Phòng quá phụ thuộc vào cặp ngoại binh như Claudencia Junior và Joseph Empande cũng như Diego Silva. Một trong 3 tiền đạo này sẽ được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cắm cao nhất trên hàng công và mọi đường bóng bổng, mọi đường chọc khe hoặc mọi quả tạt bóng từ hai cánh sẽ hướng về họ. Đây là một lối chơi không quá khó để hóa giải và BKMX Bình Dương cần làm tốt trong khâu phòng ngự trước khi tính tới việc tìm đường tới khung thành của Hải Phòng. Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng là hai câu lạc bộ vẫn chưa có một điểm số nào trong tay sau 3 vòng đấu đã qua. Chính thành tích bết bát này đã khiến huấn luyện viên Fabio Lopez bị bật bãi khỏi đội bóng xứ Thanh và người kế nhiệm chiếc ghế nóng là huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Sứ mệnh của cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Sài Gòn là vực dậy một tập thể Thanh Hóa đang rệu rã và bệ rạp. Một trận thắng là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong tình thế nguy cấp này và trước mắt huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang là một thử thách khá khó khăn. Viettel, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An đang là 3 đội bóng có 7 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng xứ Nghệ đang tích góp những kết quả khả quan về phong độ làm bàn ổn định của trụ cột Phan Văn Đức. Sau khi bình phục chấn thương, cầu thủ sinh năm 1996 đã ghi 2 bàn thắng sau 2 lần đá chính ở V-League 2020. Đáng chú ý hơn, cả 2 pha lập công này đều trực tiếp định đoạt trận đấu và mang về 2 chiến thắng vô cùng quan trọng cho Sông Lam Nghệ An, đều với tỷ số 1-0 trước BKMX Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Tuy vậy, Văn Đức chỉ là cầu thủ ghi bàn tốt duy nhất của đội chủ sân Vinh ở thời điểm hiện tại và đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng đang bị phụ thuộc vào cầu thủ mang áo số 20. Những tiền đạo ngoại binh của Sông Lam Nghệ An như Jose Alagi và Peter Samuel đều chưa thể hiện được bản thân từ khi cập bến đội bóng xứ Nghệ ở đầu mùa giải năm nay. Nếu có thể bắt chết được Văn Đức, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công có thể mơ tới một chiến thắng đầu tay, từ đó vực dậy một tập thể Thanh Hóa đang có phong độ trồi sụt. Đội bóng mới lên hạng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa gây bất ngờ với chiến thắng đầu tiên tại V-League 2020. Điều gây chú ý là đội bóng núi Hồng đánh bại một đối thủ được đánh giá là mạnh hơn là Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0. 3 điểm đầu tay này hứa hẹn sẽ giúp cho tinh thần của đoàn quân huấn luyện viên Phạm Minh Đức trở nên hưng phấn và thăng hoa hơn ở vòng đấu thứ tư. Tuy nhiên, trước mắt Hà Tĩnh lại là một thách thức quá khó nhằn, đó chính là câu lạc bộ Hà Nội.
Hiện tại đội bóng thủ đô đang xếp ở vị trí thứ 4 với 6 điểm số và nhà đương kim vô địch V-League luôn luôn muốn dẫn đầu bảng xếp hạng. Chỉ phải gặp một đối thủ quá chênh lệch về mặt đẳng cấp như Hà Tĩnh thì 3 điểm rất khó để tuột khỏi tay các học trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, dù cho câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân khách. Thêm vào đó, tân binh Rimario đã có màn ra mắt đầy hứa hẹn với một cú đúp vào lưới Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ đều đang đứng về phía câu lạc bộ Hà Nội và tỷ lệ để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra một sự bất ngờ lớn là không cao. 7 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày, thứ 5 11 tháng 6 và thứ 6 12 tháng 6. Mở màn cho vòng đấu này là trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Quảng Nam diễn ra vào lúc 17 giờ tại sân vận động Hòa Xuân. Còn derby Sài Thành, cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn sẽ diễn ra lúc 19 giờ trên sân vận động Thống Nhất. Sự chú ý ở vòng đấu thứ 4 sẽ đổ dồn về các vị huấn luyện viên. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ thể hiện như thế nào trong màn ra mắt câu lạc bộ Thanh Hóa gặp đối thủ Sông Lam Nghệ An? Những nhà cầm quân như Lê Huỳnh Đức và Lee Ti Hun sẽ buộc phải giúp SHB Đà Nẵng cũng như Hoàng Anh Gia Lai giành ít nhất một điểm trước câu lạc bộ Quảng Nam và Dược Nam Hà Nam Định nếu không muốn đi vào vết xe đổ của huấn luyện viên Fabio Lopez. Truy cập www.thethaohcm.vn để cập nhật thêm nhiều nội dung thú vị, đặc sắc.